Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mùng 6 Tết này, thì là cây mai này là mình cũng chơi Tết xong rồi, hoa nó cũng rực rỡ rồi. Bây giờ là tôi xả hết tàn lại, bấm sạch lại rồi là tôi vào dây. Không sao đâu, cây mai mình chơi xong Tết là mình xong hết ngày Tết ấy, ngày xuân ấy, là mình còn những cái nào mà mình không ấy nữa là mình xả tàn luôn, cho sang năm nó khỏe. Thì cây này cây bonsai trên chậu, thì cái cây này nó tán nó mọc nó cũng lôm côm, nó cũng không được đẹp lắm. Đó. Nên là bây giờ tôi cắt hết những cái mà không cần thiết, cái dư cái thừa một cái nó không đúng địa điểm ấy, là tôi cắt hết. Sẽ vào dây lại cho quý vị và các bạn xem. Hoa nó rất là đẹp, nhưng mà chơi trong Tết là mình phải xả lại hết. Cho nên là không nên tiếc. Nhiều người để là bắt đầu là nụ cái hoa nó mất sức. Đấy. Cái nào cũng vậy, nó cứ có còn cái nụ nào nó chưa nở bấm luôn. Đấy, cây mai mà. Cái xuân đến là chỉ cần mỗi cái hoa mai, mà xong hoa mai là mình xả luôn cho nó khỏe sang năm. Rồi này. Tháng 4, tháng 5 bắt đầu mình cắt lọc lại, tuốt lá và lọc lại. Một lần dây nữa mình muốn là Tết là ok, kịp, đẹp. Bấm hết những cái dư thừa này, nhưng mà phải vào dây, nó ngổng lên như này rồi. Cây bonsai mà mình cứ để lùm lùm mà nó chồng ngược cái này thì nó không có giá trị được. Đã nói là mai bonsai là mình phải cắt giật lại và mình uốn dây, còn nếu mà không uốn thì cái cây nó không có giá trị được. Đó. Nên là phải cắt hết. Bạo chơi, chơi bạo tay thì cứ chơi xong Tết là các bạn cố gắng cắt cho nó khỏe. Cắt xong là không có phân bón gì hết đấy. Mình hòa gói thuốc Atonic mình tưới cho nó là ok bum bum. Những cái là bên trong mà dư thừa nên là xả hết đi. Vì sau nó đẻ ra tiếp mà. 3 năm nó lại phụt mầm nó đẻ tiếp. Cứ cắt sơ vào xong là tí nữa tôi vào dây. Đó. Không có người làm ấy, hai cha con này, thằng con này nó phụ nó ấy chứ. Bấm hết, không để. Xong bắt đầu vào dây là hòa thuốc cái cây mà chơi xong Tết ấy, nhiều người không biết, em cứ cứ điện hỏi là bỏ phân gì mình cắt như này đâu, nó đâu có cái gì đâu mà nó hút dinh dưỡng, nên là mình không bỏ phân mà mình chỉ có tưới thuốc kích rễ cho nó thôi. Rồi lúc nào nó ra lá nó già già rồi thì lúc đấy mình cũng bỏ phân, cắt hết. Hoa này nó đẹp lắm. Cây này thì được cái củ của nó phình ra nhìn rất là giá trị. Thì tôi làm xong, nếu mà các bạn mà có nhu cầu mà mua thì cứ alo cho tôi. Mười mấy triệu mà, nhưng mà giá trị lắm. Cây này nó mấy chục năm rồi ấy. Nó thuần chậu lâu lắm rồi. Cứ 2 năm, 3 năm tôi lại thay chậu một lần. Cái chậu nó nhỏ nhỏ thôi, để lúc mình chơi Tết mình bê cho nó dễ. Bấm hết, không có để. Nó khỏe cây. Có cái nụ nào nó còn là cố gắng là bấm luôn, làm một lần thôi, chứ có nhiều khi mình nó sót còn một vài cái nụ mình không bấm thì mai mốt nó lại mất công đó, nên là mình xả là xả hết luôn, không có để. Xả sạch sẽ rồi lúc đó mình vào dây. Những cái nó ngỏng ngỏng ấy là mình vào dây thì cái giá trị nó mới cao được, nó cứ chổng ngược ngược như này nhìn nó cũng không đẹp lắm. Cây bonsai là mình phải vào dây nó mới đẹp.
Bấm hết. Bấm sạch luôn. Vào dây. Này nó thằng con tôi thì nó ít tuổi thật nhưng mà nó rất là mê cây. Nói chung là thấy tôi làm là nó cũng phụ. Phụ cha nó làm. Nên có người mà yêu cây là người tôi thấy yêu cây từ bé luôn. Thì tôi có cũng có hai thằng con thôi nhưng mà thằng thì nó lại không yêu cây. Thằng bé này thì nó đi làm hết. Chỗ nào mà làm cây thì nó đi nhưng tôi không cho nó đi thôi. Tại nó còn đang học. Còn ở nhà ấy là nó cứ hay phụ. Cứ thấy tôi làm là nó phụ, nó lăn mà nó làm. Nó rất là thích. Là con người mà yêu cây ấy, từ bé. Thế nên là nói về dòng cảnh thì chơi nó sướng lắm. Khi mà mình ngắm nó hoa, rồi là ngắm thế. Cây mai này lúc mà đã cái ngày Tết thì mình ngắm hoa, cái ngày thường là mình ngắm thế. Lâu lâu mình vào dây mình uốn lại. Đấy, mình ngắm nó sướng. Đấy, bây giờ là tôi tiếp tục tôi vào dây. Cái video nó dài nên là tôi cũng hơi tua qua nhanh tí cho các bạn xem nó đỡ sốt ruột. Thì các bạn cứ đóng góp chân tình mà ví dụ như có nhã hứng mua ấy, cứ điện alo thẳng với tôi luôn, giá cả anh em tôi ship hàng tới nơi cho các bạn chơi. Còn ai thuê tôi cũng cho thuê, nếu mà ở gần thôi chứ còn ở xa thì ai cho thuê được. Hoa thì bao đẹp. Đó thì cứ vào hết dây, cứ vào theo cái chiều của mình. Cây thì nó cái cành nó về bên nào thì mình cứ vào dây theo cái chiều của mình. Đấy, rồi là mình lắc nhẹ nó ra cho nó xuống cho nó cái đều được tán này. Còn không có để nó rối tinh rối mù mà nó nhiều tán quá nó cũng mất sức. Là một cái thứ hai nữa là nó cứ chổng ngược lên cho nó không đẹp. Bây giờ thì cứ vào hết xem bắt đầu bị uốn. Con tôi chắc là nó khoảng 10 tuổi, 11 tuổi là tự nó cũng làm rồi. Nó mới có 8 tuổi thôi. Nhưng mà nó mê lắm. Tôi làm đây là theo cái kinh nghiệm tôi làm cây của nhà thôi chứ còn có thể nhiều nghệ nhân cao tay hơn nên là có thể nó đẹp hơn. Còn tôi đây là tôi hướng dẫn thật lòng, coi như là ai mà chưa làm bao giờ thì cứ tự mua về xong là sao mình chia sao cho cái hình thức nó đều ra tứ diện, bánh nào ra bánh đó, bên này thì mình đưa cho nó đều ra đó. Rồi mình ngắm nghía sao cho cái nào nó dư thừa thì mình cắt đi đó, thì mình cứ vào hết. Cái dây nhôm 4 ly này là ok rồi. Và các bạn đi bằng cái dây nhôm đen này là nó dễ uốn, là một cái thứ hai nữa nó mát. Còn cái dây trần mà trắng ấy thì nó rẻ tiền mà nó nóng là một. Còn cái này nó cái dây nhôm này mình uốn xong đến lúc mình tháo ra có thể mình vẫn tận dụng mình làm được thêm cây khác được. Cái này nó bán 100.000, 101 một cân. 10 lạng một ký. Thằng con đang tìm cái nụ nào mà nó còn dư thừa, cái chỗ nào mà không cần thiết là nó cũng bấm nó lọc hết. Nó lọc cẩn thận luôn. Đó. Nó vào hết dây luôn.
Nhờ cái video này, cái cây này nó thật sự là nó cũng to đấy chứ không phải nó nhỏ đâu. Trên là cái thời gian cứ uốn nó cũng hơi lâu. Cứ vào hết xong là uốn. Số tôi thì nó cũng vất vả lắm. Cứ phải đi làm thuê suốt ấy mà. Khổ. Yêu cây mà nhưng mà kinh tế thì nó cũng ọp ẹp. Hoàn cảnh nó cũng lọ mọ lắm các bạn. Nhưng mà thực sự là đam mê cây đấy. Cũng ai gọi đi làm là tôi cũng đi mà. Cứ nhờ đào cây thuê rồi cắt sửa uốn éo tôi cũng đi làm suốt đấy. Chung là cũng chẳng có học mà chẳng qua chỉ có xem video nhiều đam mê rồi. Mình mê rồi mình học cái cách vào dây trên mạng đấy. Nên là tôi cũng xem video nên là tôi biết là tôi làm. Chứ còn cũng không có học hỏi gì thầy bà gì hết. Đây là mình nghiên cứu ra rồi mình làm mấy lần mình xem video nhiều ấy. Mình thấy nghiên cứu ra cái cách nào thì nó đẹp rồi là tự mình mần mò ra mình làm. Để đây đi làm đấy là cũng kiếm một đồng. Cái video tôi đưa lên đây là cũng không có cái mục đích gì hết mà chủ yếu là chia sẻ cho những người nào chưa biết là một cái hai nữa. Ai có nhu cầu mà điện tôi đi làm là tôi vẫn đi tôi làm. Đào cây rồi cắt sửa rồi là uốn éo là tôi vẫn đi làm. Kiếm đồng. Cuộc sống mà. Yeah, các bạn cứ đóng góp thật lòng nhé. Cái nào không hợp lý thì các bạn cứ chia sẻ mà nói thật cho tôi biết. Cái này nó không đẹp hay nó xấu như nào cứ nói. Tôi đây tôi làm là thật không có dối trá mà cái gì hết. Thì cái cách vào dây của tôi thì các bạn biết rồi. Chỉ có đi một chiều. Đấy, lúc thuận tay nào thì cứ ngoáy tay đấy cho nó nhanh. Còn đưa ngược qua ngược lại thì nó vẫn được thôi. Nhưng mà mình đi dây về một phía này nó quen cái sở trường đấy. Tôi nhiều cây lắm. Chưa có đánh về cũng mua rồi, mua về nhưng mà chưa có đánh về. Đánh về nó bắt đầu phải trồng. Cây thì nói về cây cảnh ấy, thì đánh về mà bảo nó đẹp liền thì nó khó lắm. Mình chỉ cây mà nó được lâu năm thì nó mới có giá trị được. Cây mà bảo mua về cái nó đẹp luôn là khó lắm. Mình phải làm lại, định hình lại rồi cắt sửa những cái nào, bỏ cái nào không cần thiết. Bỏ luôn thì mình nuôi lại một vài năm thì nó mới giá trị được. Chơi cây mà đẹp được liền luôn thì nó khó, rất là khó. Phải chờ, phải có thời gian. Chơi cây cảnh mà. Nay mình sửa một tí, mai sửa một tí thì nhìn cái cây nó mới giá trị được. Mà cái cây này là con sâu là nó rất là thích. Cây mai là nó thích ăn cái lá non lắm. Nên là mình uốn xong là nó ra cái mầm. Cái là mình phải mua cái thuốc bỏ trĩ bỏ lạch ấy là mình phun liền cho nó. Đó. Chứ không có nó cứ ra cái là nó chích vào cái là nó quăn nó co hết nó hút hết cái nhựa của nó suy cây. Chưa. Chưa xong rồi. Nó còn nhiều. Đó. Uốn hết. Thời gian cũng hơi lâu nên là mong tất cả các bạn xem video rồi có gì thông cảm nữa. Nói vậy chứ mình phải xem từ đầu đến cuối thì mình mới xem được cái cây nó như nào. Có nhiều người tua thì cũng chả biết là mình vào dây kiểu nào. Tua nhanh quá, tua cứ từng khúc một. Người đam mê thì cứ xem hết được video. Thì tôi là cái tính tôi là cứ
vào dây hết một lần đâu đó thì tôi mới quay sang tôi uốn, nó quen. Còn có nhiều người người ta vào đâu người ta uốn luôn đấy cũng được, không sao hết, nhưng mà mình vào hết dây xong mình uốn nó mới thích một loạt luôn. Đó. Này à, lúc mà lá nó già già bắt đầu là có điều kiện này, thay lại cái chậu. Chậu này nó cũng hơi xấu, thay cái chậu to một tí nữa là cái cây này nó cao lên là nhìn nó giá trị lắm. Để tôi kiếm được tiền kiểu nào tôi cũng phải thay lại cái chậu này, chậu này nó cũ quá rồi. Nhưng mà chơi cây thì chủ yếu là cái cây nó đẹp đã, còn cái chậu thì thay lên kiểu nào lúc nào cũng được, mà quan trọng nhất là cái cây nó phải giá trị mà nó đẹp. Còn cái chậu thì mình thay lúc nào cũng được, cho cái cây nó ổn định nó khỏe lại là mình thay cũng được. Vào hết lượt xong cũng luôn. Rồi, đầu tiến hành là mình cuốn lại. Đấy, lắc nhẹ thôi. Nhìn là nó cho nó khỏe cây chứ mình lắc mạnh quá nó cái cây nó không phát được. Tất nhiên là nhìn vậy thôi, nhưng mà tôi lắc thì rất là đơn giản, nhưng mà cái cây nó chả ảnh hưởng gì đâu. Mình lắc cái dây nó đi theo chứ còn cái cây ấy. Thì lúc mình hôm nào mình chuẩn bị vào dây này mình đừng có tưới nước, để cho nó héo héo đấy vài ngày xong là mình xả tàn cái là mình vào dây luôn. Vì cái cây này tôi xả ra tôi vào liền. Nó bẻ sao cho nó rang đều ra, cũng không nên cho nó cúp xuống quá nhìn nó không không có duyên. Mình cứ để nó rang tự do ra, nhưng mà cái cây nó tự do rang và nhìn nó mới đẹp. Đấy. Đó. Uốn là cái nhìn nó trông như kiểu cây bonsai nghệ thuật ấy. Còn nếu mà mình không uốn thì nó không còn giá trị được. Này bắt đầu là đến tháng tư ấy, tuốt lá cho nó một lần, cắt sửa lại một lần, bấm lại một lần, Tết là ok, đặc hoa. Mấy nữa tôi nghiên cứu là một cái phân tự chế cho cây mai. Tôi sẽ làm cho các bạn xem một cái phân cây mai nó rất là khỏe mà nó rẻ tiền, không phải mua phân hóa học nhiều. Kiếm cái cây rừng này tôi làm phân này, tốt lắm. Tôi đã thử một một cây rồi, một cây tôi bỏ phân hóa học và một cây tôi tự chế phân, thì tôi thấy cái cây của tôi nó xanh dai lắm. Tôi thì chuyên đi rừng là nghiên cứu ra nhiều cái nó cũng được lắm, nhưng mà tôi chưa có làm video. Đó, tôi chia sao thì nó đều ra, nhìn là nó bây giờ đúng là cây nghệ thuật. Khi cây cảnh mà mình cứ để thẳng tuột cứ trồng ngược lên thì nó không đúng là cây cảnh. Đã gọi là bonsai là mình vào dây mình lượng lắp cho nó nhìn cho nó có hồn, nó 3D nhìn nó cái đẹp. Đây là tôi để cái máy quay nó vào một chỗ này là nhìn nó không 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 rõ được, còn đúng là xong nhìn nó nhìn thật ở bên ngoài nhìn đã lắm. Đó.
Đó, cái tay bên này là mình cứ uốn sao cho nó đều hết, cành nào mà nó dựng ngược lên là mình bẻ hết xuống mình cho nó đều. Tí nữa những cái đầu nào nó thừa quá mình lấy cái kéo mình bấm bớt. Đó, cái cành này nó dư nó không đúng chỗ. Chó này hay, cứ người lạ đến nhà là cắn. Quát chó đi con. Chó đều thật, người lạ đến nhà là bắt đầu cắn. Kia cho nó đều ra. Kéo cho nó đều ra. Sang năm bắt đầu là gọi là cuối năm chứ quên. Đúng Tết, cái dịp Tết cái là mình tuốt lá mình làm lại, chăm sóc phân bón cho nó là nó khỏe lên rồi. Cây mai nó bông nó sung lắm, mình cây mai mình không chăm được là cái bông nó nhỏ là một ra nó không có sung. Mình phải chăm. Đã chỉ chơi cây là phải yêu cây thì nó mới đẹp được. Còn mình cứ vứt lăn vứt lóc ra. Nhiều người mua cây về nhưng mà đâu có chăm được, bị con bọ chỉ bọ lạch nó hút hết nhựa xong là nó không lên, phân bón không bỏ xong là thuốc sâu cũng không phun, thế là cái cây nó bị suy lắm. Còn nó chơi cây là mình phải thường xuyên mình thăm cho nó, tưới tắm cho nó. Nếu mà cây trên chậu này là mình phải chịu khó ngày nào mình cũng phải tưới cho nó ấy. Sáng lượt chiều một lượt mới là đúng ấy. Nhiều người để cả tuần không thấy tưới thì thấy đến nó thấy khô lăn khô lóc ấy. Cây làm sao mà nó có sức được, nó cứ héo lên héo xuống, tại sao nó đủ nhựa nó nuôi được. Đó, cứ chia làm sao bẻ cho nó nhìn cho nó đều ra, nó rang đều ra. Lắp như vậy nhìn nó có cái chiều 3 3D nhìn nó dễ dễ thương. Bữa nào kiếm tiền cái mua cái phông ấy, để đằng chỗ cái gỗ này nó che hết, cái gỗ này thì nhìn nó mới nét được, nó viếng cái ấy nó có, nên là coi nó không được thật. Có cái video nào màu xanh ấy mình che lại là mình nhìn nó dễ nhìn. Không có cái người quay nên tôi che mấy cái chỗ này là các bạn thông cảm nhé. Cười nó đèo ra chỗ này là cái dây nó hơi cứng tí. Sau này nó mọc tiếp một cái nhỏ nữa ra là mình
dựng một cái nhọn nhỏ nhỏ nhìn nó biết có duyên rồi. À, trước mắt là mình cứ làm nó đều đều rồi. Còn mình sau này nó đưa một cái ngọn nhỏ nhỏ lên. Mình sẽ chờ một cái mầm nó ra nữa, mình lắc thêm một cái ngọn nhỏ nhỏ nữa là đẹp. Bây giờ cái trước mắt là mình cứ làm định hình vậy đã. Cái này là nó hơi cứng. Nên cho thêm một cái dây vào cái này. Nó còn một cái tán này nữa, nó cứng, đưa thêm dây vào, thì uốn nó xuống rồi. Cái nào nó cứng quá mình phải đi thêm dây vào. Nó mới không nhả lộn lại, còn nếu mình không cho thêm dây là nó nhả lộn lại ngay. Rồi, cũng gần ổn đấy. Thì các bạn xem thế nào thì cứ tham khảo rồi cứ đóng góp cho mình nhé. Video này cũng kết thúc rồi đấy. Video nó thời gian nó cũng rất là dài nên là các bạn có gì thì thông cảm đấy, bấm những cái thừa nó đi nên cái đầu nó thừa cho nó gọn lại, làm xong bắt đầu mình uốn lại, à quên, mình bấm lại cái đầu nó thừa quá, cái nào không cần thiết là mình bấm nó đi. Rồi, xong rồi đấy. Ở video nó được kết thúc nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ cho mình một like nhé. Đó, xong rồi đấy. Mình chỉnh sửa lại cái màn hình. Rồi, cảm ơn các bạn.